Thưa quý vị, còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, bà con nông dân đang tất bật cho vụ hoa cuối năm. Sau ảnh hưởng nặng nề từ các đợt mưa lũ trong thời gian vừa qua, tại hai vườn hoa cúc tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, các chủ vườn cũng đang dốc sức chăm sóc hoa, đảm bảo tiến độ phục vụ thị trường Tết. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, liên tiếp là những cơn bão, khiến vườn cúc hơn 1.000 chậu của hộ ông Trần Phước Hoàng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu chịu thiệt hại nặng nề. Theo ông Hoàng, tình hình thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây mà còn gây nhiều bệnh về nấm sâu hại, đòi hỏi chăm sóc vất vả hơn. Thì năm nay là thời tiết nó mưa nhiều và bão nữa, thành ra là hoa nó không lên, nó chậm lớn nữa đó. Bây giờ thì lên được có 20 phân. Cùng cảnh ngộ như ông Trần Phước Hoàng, những ngày này tranh thủ thời tiết nắng ráo, ông Nguyễn Quang Sơn tỉ mẩn chăm bón cho vườn cúc của mình. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ông Sơn hy vọng sẽ kịp tiến độ để có hoa cung ứng cho thị trường. Trong quá trình mưa nhiều thì sinh ra nấm bệnh nhiều, cho nên làm nó khó hơn mấy năm. Cho nên có khả năng là cái chất lượng trái năm nay ra chợ thì cũng không đẹp như mấy năm. Với số lượng khoảng từ 6 đến 8.000 chậu, các chủ vườn cúc tại phường Hòa Cường Nam vẫn đang miệt mài chăm chút cho vụ hoa Tết. Kiên trì, chịu khó, những người nông dân ở phố như ông Sơn, ông Hoàng không chỉ kỳ vọng cho một vụ hoa Tết ấm no đầy đủ, mà còn mong muốn được góp thêm chút sắc xuân cho thành phố đón năm mới với nhiều khởi sắc.